ơi, ba cái bụng phế lắm. Mắt của chị bé kia hơi cận xị thôi chứ còn muốn cùng to vậy. Miếng đế lao rồi thành răng vàng. À dạ không, chưa hề nặng ấy. Chưa hề nặng luôn à. Ừ. Ê hù, hù, hù. Tách cái miếng mồm dai ấy. Em chỉ đấm xuống thôi hay là em tách những hù đó? Tách hả? Ý là hù tách, là hù tách dai chứ này. Ừ. Chứ không phải là tách những cái hay là tách bật lên vì hù tách rịch đi. Em đấm xuống thôi. Hay là em học tách cái hù cái thôi. Tại vì chị thấy mụn nó sao đó. Tại vì chị thấy hơi sao, mụn nó hơi sao. Không, chị là bình thường để hầu tách chai đó. Vì em làm lại mặt hầu mấy lần đúng không? Tha ra như hầu con đứa đó chị hát nó tách to quá vậy. Mẹ mềm học với mẹ vô hát học rồi tách của chị Hà vậy. Thì Hà là chữ V. Thì đó lại là tách mẹ mềm mà mọi vô học học đó chứ. Học của chị Hà là toàn cả cái hộ, cái hộ, cái hộ hết đó. Chị Hà nè. Thế là thêm vậy nữa. Chị em làm là được. Em chỉ chọc xuống nó ủng mãi như em chỉ chọc xuống nữa. Hoặc là nó nói rịch cái hộ, rịch như hộ lại, hay rịch cái này nè. Mình ở trong khỏi phải nằm hết nhé. Ê kêu chị không bỏ muốn cả thank you.
Lời đâu nó là sự thật. Không, hôm đó nữa mới ăn cái bánh hôm đó. Bánh gì vậy ta? Bánh nậm. Có cơ mà nó. Tôi đợi một con.